Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh 5 tiếng mô tô. Em đang cần kiếm xe anh ơi. Em đang kiếm một con xe nó hầm hố một chút, nó mạnh mẽ một chút. Tại vì em bị bạn gái chửi yếu đuối quá, cho nên em cần một con xe nó phải mạnh mẽ. Đúng đúng đúng, hợp lý. Để che đậy đi cái sự yếu đuối của em, thì anh có hai con xe nào để cho em tham khảo không? Ok em có luôn. Rồi để anh dắt lại quay cho. Mình không biết mình mắc nợ nó gì các bạn, chứ mỗi lần nó ghé ở đây là mình mệt rồi. Bố bị nhòn cái mày đấy à? Rồi thì vừa rồi thì thằng em mình nó cũng đang phân vân giữa hai dòng xe, thì không biết là nên chọn dòng xe nào, thì hôm nay mình sẽ review chi tiết cho các bạn về hai dòng xe Vario 160 của nhà Honda và NBX 155 của Yamaha. Thì hai dòng xe này đều là mang phong cách thể thao hầm hố á, rất là to bự và rất là nhiều tính năng. Thì chi tiết của nó có nhiều tính năng gì và như thế nào thì cùng mình đi sâu vào video nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về con Vario 160 của nhà Honda trước hết ha. Thì với thiết kế thể thao và cái khung sườn được thiết kế từ được hưởng từ đàn anh Basic, thì con Vario này nó đưa cho mình, tạo cho mình cảm giác rất là đầm chắc khi chạy ha, và rất là cứng cáp hầm hố. Đèn thì hệ thống đèn full LED nè, mặt đồng hồ LCD, full LCD luôn, và cũng trang bị cho mình là khóa thông minh, hộp chứa đồ ở bên hông á. Rồi trong hộp chứa đồ thì có tích hợp cả cổng USB để sạc, và trên phiên bản cao cấp của Vario 160 thì nó có ABS ở kinh ở thắng trước và thắng đĩa sau ha. Còn về Yamaha NBX thì cũng không kém cạnh đâu nha các bạn. Yamaha NBX cũng trang bị một hệ thống đèn full LED nè, cũng đồng hồ full LCD nè, cũng khóa thông minh nè đó, cũng có cốp rộng và kèm theo ABS ở trước ha. Và ở sau thì không có thắng đĩa giống như là Vario, nhưng NBX có một cái hay hơn là sử dụng động cơ Lucor 155 và anh biến thiên VVA ha. Đó rồi, kèm theo một cái là đầu tiên có trên xe xe máy là cái Econet, tức là kết nối giữa điện thoại và xe cho mình luôn. Rồi thì cái phần về so sánh tiếp theo á, thì nói chung là ai cũng so sánh thì ai cũng muốn là mong về coi về cái giá á, thì mình cũng báo giá luôn. Thì con xe Vario 160 hiện tại mình thời điểm mình làm clip này thì giá của nó đang là bản ABS đang là 58 triệu bao VAT cho mình nha. Trong khi đó thì con NBX này thế hệ 2 này á, thì bên mình đang bán với giá là 53 triệu 700 bao VAT. Thì theo quan điểm cá nhân của mình á, so về tầm giá thì hai con xe này á, nó chênh lệch nó cũng không nhiều. Ví dụ như tùy vô cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Đó thì mình lựa chọn, đưa ra những cái lựa chọn nào cho nó phù hợp. Thứ nhất là về tài chính ha, về cái mục đích sử dụng đó, để cho lựa chọn được con xe nó phù hợp. Rồi thì vừa rồi Hải cũng đã làm clip chi tiết về hai con xe, thì không biết là Hiếu đã có được cho mình câu trả lời chưa ha. Và các bạn xem video mình cũng đã chọn cho mình một con xe yêu thích chưa. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu mà các bạn muốn làm mình làm con xe nào, review chi tiết con xe nào, thì comment bên dưới cho mình ha. Rồi nhớ like, share và subscribe để cho team của mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo nha. Bye bye.